Ok, hello, xin chào tất cả các em nha. Thì hôm nay anh sẽ gấp một chiếc máy bay trực thăng. Các em gấp theo anh nhé. Đầu tiên các em gấp 1 phần 2 tờ giấy A4 này. Phô cho nó mịn bằng hai đầu. Đây là thao tác để phân chia tách đôi cái máy bay. Phải cân thì máy bay nó mới cân, mới bay xa được. Xong em gấp hình tam giác. Bên này gấp như nào thì bên kia gấp y như vậy. Miết cho thật bằng đường cạnh song song mịn. Xong các em gấp đôi lại. Gấp tiếp. Gấp cả hai bên, gấp thành mũi nhọn. Lại gấp tiếp đôi lại. Khoảng cách này bằng nửa tờ giấy đấy. Nửa tờ giấy A4 đấy. Xong em gấp ngược lại, nếu không thì lấy thước kẻ. Rồi em gấp ngược đi. Đây là chiếc máy bay trực thăng chim én. Xong các em dùng thước để gấp phần cánh. Miết mịn. Bên này cũng vậy. Bên kia gấp như nào thì bên này gấp y như vậy. Đây. Xong này rồi, giờ chúng ta đi làm cánh. Thì bước tiếp theo này các em chuẩn bị vào cái bút để vẽ. Vẽ theo đường này chúng ta cắt theo. Đó. Rồi, vẽ xong rồi, giờ các em lấy kéo cắt theo đường.
đó. Gần như đã xong. Xong em lấy cái phần giấy thừa này để đến đây. Đẹp chưa? Đấy. Em muốn cố định thì em lấy keo dán nó lại. Anh đặt tên cho chiếc máy bay này là chiếc máy bay trực thăng chim én nhé. Nó vừa giống chim én mà nó giống như chiếc trực thăng. Clip của anh hướng dẫn chiếc máy bay này, gấp chiếc máy bay để đi là xong. Cảm ơn các em đã theo dõi.